Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với một video về hướng dẫn các bạn cách tải Vương Giả Vinh Diệu phiên bản Trung Quốc hay còn gọi là Liên Quân Trung Quốc dành cho điện thoại Android nhé. Để mà tải được Vương Giả Vinh Diệu phiên bản Trung Quốc thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cách tải và nó sẽ có rất nhiều những cái app để mà cho các bạn có thể tải như là app 4399, app con gà này hoặc là ở trên TapTap này. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải một cách đơn giản nhất nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy mở cho mình một cái trình duyệt. Các bạn đánh tìm cho mình là taptap.cn. Sau khi nó truy cập vào trong trang này thì các bạn hãy ấn xuống tải app nhé. Các bạn ấn cài đặt này. Các bạn chờ cho nó tải xuống xong rồi các bạn ấn cài đặt nhé. Sau khi đã tải xuống file APK xong rồi thì bây giờ các bạn ấn vào cái file để mà cài đặt nhé. Đây, trên cái app TapTap của chúng ta. Bây giờ các bạn có thể mở cái app TapTap lên. Đồng ý những cái điều khoản dịch vụ của nó nhé. Các bạn vào cái phần tìm kiếm để tìm cho mình là Liên Quân nhé. Sau khi các bạn tìm kiếm thì nó sẽ hiển thị lên cái tựa game Liên Quân của Trung Quốc ở đây. Ở bên trên thì nó sẽ có cái Liên Quân ở đằng sau có thêm 3 chữ đóng ngoặc nữa. Đấy là phiên bản test nhé. Các bạn tải xuống phiên bản này thì sẽ không thể chơi được nhé. Các bạn phải tải xuống phiên bản Liên Quân ở bên dưới này này. Vương Giả Vinh Diệu bên dưới này này. Phiên bản có tích xanh và nó chỉ có 4 chữ này, Vương Giả Vinh Diệu này. Bây giờ các bạn ấn tải xuống thôi. Bây giờ thì các bạn chờ cho nó tải xong nhé. Game này thì dung lượng tải xuống của nó là hơn 1,7GB. Khi cập nhật xong nữa thì nó cũng phải thêm 4-5GB nữa nên nó khá là nặng đấy. Bây giờ thì các bạn chờ nó tải hết cái thanh màu xanh ở bên dưới này lên thì nó sẽ tải xong nhé. Đoạn này thì nó sẽ khá là lâu nên là mình sẽ tua qua nhanh cái đoạn này nhé. Chờ một lúc thì cuối cùng nó cũng đã tải xong. Sau khi nó tải xong thì nó sẽ tự động cài đặt nhé. Nhưng mà do là lần đầu cài đặt ở trên cái app TapTap nên là nó sẽ yêu cầu cái app này cấp quyền cho nó để cài đặt những cái ứng dụng từ trên cái app này xuống. Các bạn cấp quyền cho nó nhé. Bây giờ các bạn ấn OK này. Xong các bạn ấn cài đặt nhé. Đấy, đây chính là cái app Liên Quân của chúng ta. Bây giờ thì các bạn có thể ấn mở lên. Các bạn chấp nhận những cái điều khoản dịch vụ của nó nhé. Lần đầu tiên khi các bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ phải cập nhật dữ liệu nhé. Dữ liệu của nó thì hơn 4GB nên khá là nặng. Phần này thì nó sẽ cập nhật khá là lâu nên là mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này nhé. Chờ một lúc khoảng 30 phút thì cuối cùng nó cũng đã cập nhật xong. Sau khi nó hiển thị cái bảng này lên thì các bạn nhấn vào cái nút màu vàng để đồng ý với những cái điều khoản dịch vụ của nó nhé. Đến đây thì sẽ là cái phần đăng nhập. Để mà đăng nhập được cái tựa game Vương Giả Vinh Diệu của Trung Quốc thì các bạn cần phải có hai cái tài khoản để mình có thể đăng nhập được nhé. Đó là tài khoản WeChat hoặc WeQ. Nhưng do là mình đã có tài khoản WeChat trước rồi nên là bây giờ mình có thể ấn vào đăng nhập được ngay. Còn nếu mà các bạn không có tài khoản WeChat hoặc WeQ thì các bạn có thể lên trên YouTube để search tìm xem cách người ta hướng dẫn tạo nhé. Còn nếu không thì các bạn chỉ có thể lên trên các group game ở trên Facebook để mà xin hoặc là mua lượt quét với người ta thôi, chứ tạo ạc bây giờ thì nó cũng khá là khó khăn. Còn khi các bạn đã có tài khoản rồi thì bây giờ các bạn chỉ việc ấn vào mà đăng nhập thôi. Như mình đây thì mình ấn vào để đăng nhập này. Các bạn ấn chấp nhận và tiếp tục nhé. Xong các bạn chọn lấy một cái tên để mà đăng nhập. Cái này thì mình tạo ra hai cái tên, các bạn chọn tên nào cũng được. Ở đây thì nó sẽ hiện lên server này, các bạn có thể chọn server để chơi. Hiện tại thì bên Trung nó có rất nhiều server rồi. Mình thì không phải là người chuyên chơi Vương Giả Vinh Diệu nên là cứ chọn đại một server để chơi thôi nhé.
Bây giờ để tạo tên nhân vật. Tạc này thì mình chưa có đăng nhập vào lần nào luôn. Wow, nhìn cũng hoành tráng phết nhỉ. Cái này thì sẽ là cái phần chơi thử, phần hướng dẫn đây. Arc này thì chưa có chơi lần nào nên là nó vào nó sẽ có cái phần hướng dẫn, gọi là tân thủ lần đầu tiên chơi đây. Cái phần này chơi thì nó sẽ khá là lâu, mình sẽ tua nhanh qua cái đoạn này nhé, để xem thử là cái phần sảnh chơi của nó giao diện như nào. Sau khi mình hì hục chơi thử một lúc thì cuối cùng mình cũng đã được đến cái phần giao diện chính này. Cái này thì mình chưa có chơi thử lần nào nên là mình cũng chả rõ nữa. Đây là nhận quà. Tướng thì vào chỗ nào nhỉ? Mình không biết xem tướng ở đâu. À đây. Đây là tướng. Con này là con gì đây? Mình chả biết nữa. Cái nào nó nhảy múa để cho con tướng nó kiểu hiệu ứng nhảy nhỉ? Mình chả biết ấn vào đâu. Đây là những cái phần tướng của nó này. Nhiều phết đấy chứ. Rất nhiều tướng. Không biết là những cái tướng này nó có giống ở bên Liên Quân không? Mình thì không có chơi Liên Quân. Trước mình có vào test mấy trận nên là mình cũng chả rõ nữa. Quá nhiều tướng để mà sắm hết cái bộ tướng này thì chắc cũng tốn khá khá là nhiều tiền đấy. Lần đầu tiên đăng nhập vào thì nó sẽ phải tải cái trang phục các thứ này. Đây là Hòa Thượng à, Đường Tăng à. À, đúng là Đường Tăng này. Nhìn cũng đẹp phết đấy chứ. Mình chả biết là Ngộ Không ở chỗ nào nhỉ. Con này con gì đây? Na Cha. Không thể ấn nhảy được. Ôi, nhiều tướng quá. Ok, có lẽ là mình chỉ cho các bạn xem một chút như vậy thôi. Video của mình sẽ phép dừng lại tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.